Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ lên cái clip về thông báo về cái mẫu cam mới của Lê Thịnh ấy. Thì hồi trước cái cam VIP của Lê Thịnh thì nhìn nó cái bao bì nó giống như thế này nè mọi người. Đó, nhưng mà bây giờ người ta thay đổi rồi. Từ ngày 6 tháng 8 nha. Từ ngày 6 tháng 8 năm 2023. Thì khi mà thì mình cũng đã có một cái thông báo ở trên cái clip bán chim rồi, tuy nhiên là nhiều người không có coi clip bán chim, thằng nào không có biết là Lê Thịnh đổi mẫu cám ấy. Thành ra khi mà mình giao đây thì nhiều người bảo là ủa sao mà hồi trước tôi mua cái mẫu khác mà bây giờ ra cái mẫu này rồi, thì có phải là cám giả hay không? Thì xin thưa mọi người là chỗ mình là lấy cám trực tiếp từ anh Lê Thịnh ấy, cho nên là không bao giờ có chuyện cám giả ha. Mà cái video này ra là mình để thông báo cho mọi người biết là về cái mẫu cám mới. Chẳng hạn như bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 năm 2023. Đấy, nếu mọi người mua từ cái thời điểm đó trở đi thì mọi người sẽ nhận được cái bịch cám như thế này. Và đây hoàn toàn là cái mẫu mới, chứ không phải là cám giả, cám đều người ta đổi cái vỏ nha. Đó, mà là cái vỏ như thế này này mọi người. Cái vỏ như này thì làm sao người ta có thể làm giả được, vì cái này nó chỉ có một tờ giấy có thể lột ra, còn cái này là người ta đã in vô luôn rồi. Thành ra là cái sở dĩ mà người ta làm cái này để tránh cái trường hợp bị làm giả đấy mọi người. Đó, thì video này mình đính chính lại cho mọi người để biết đấy, để cập nhật cho mọi người là cái mẫu cám, cái vỏ cám đã thay đổi, tuy nhiên cái ruột thì nó cũng như thế thôi. Ruột nó bản chất của cám và giá cám nó cũng y chang như thế thôi. À, còn cái mẫu cám sắc tố lông của Lê Thịnh ấy thì vẫn là cái mẫu mã cũ nha mọi người. Đây. Là vẫn mẫu mã cũ nha. Còn cám bổi thì mẫu như thế này. Đó, cám bổi vẫn mẫu này. Đó. Đấy, cái này là thông báo cho mọi người biết ha. Thì có báo giá thì mình cũng báo giá lại luôn. Thì cám bổi. Đó, cám bổi thì là 20.000 một gói nha. 20.000 một gói. Này này đây. Rồi kia nữa kìa. Đó, kìa mình đang chất một đống. Đó. Đây là cám bổi này. Cám dưỡng. Cám dưỡng thì mình chiều nay mình đang lấy 50 kg về nữa. Đó, lấy anh Lê Thịnh đang gửi cho mình 50 kg. 30.000 một gói. Bán bằng giá niêm yết nha mọi người. Bán bằng giá niêm yết. Đây. Giá niêm yết như thế nào là bán bằng giá như thế nha. Ha, 30.000 là bán 30.000 ha. Đó. Này 20.000. Cái này là 35.000. Và cái này là 40.000 là cám VIP, cám sắc tố lông 35 nha. Còn cám VIP 40.000. Đó, bán vẫn như cũ thôi, bằng giá niêm yết. Cứ mua 1 kg là được tặng một gói cộng với lại là bao ship. Đó, chẳng hạn như mua ký VIP này, tặng gói VIP, bao ship tận nhà. Mua ký sắc tố, tặng một gói sắc tố, bao ship tận nhà. Riêng với đối với lại cám bổi thì không có tặng. Tại vì sao mọi người? Cám bổi vốn bán có 20.000 à, mà vốn nó mười mấy ngàn rồi, nó cả tiền ship nữa, các thứ thì lãi rất là ít, cho nên là cám bổi mua 1 kg chỉ có bao ship thôi chứ không có tặng nha mọi người. Đó, về cái vấn đề là cám bên Lê Thịnh, đấy là cám bổi nè. Đó, mua 1 kg thì mình chỉ có bao ship đối với lại cái cám bổi thôi chứ không có tặng nha, nhớ kỹ cho mình nha. Còn bên cám gian thì như cũ thôi, cám gian không có gì thay đổi cả. Cám gian không có gì thay đổi hết. Cám dưỡng 30.000, cám bổi 20.000 và cám VIP là 40.000. Đấy thì chủ yếu là video này là cập nhật về cái mẫu cám mới của Lê Thịnh là cám VIP và cám dưỡng, để cho mọi người nắm được là khi mọi người mua mà nhận được cái bịch này là hoàn toàn là bình thường từ ngày 6 tháng 8 trở đi. Nha, từ ngày 6 tháng 8 trở đi thì khi mọi người nhận được là bình thường nha, chứ không có phải là
là cám đều cám dộm gì đâu nha, là chính gốc chính chủ người ta đổi mẫu mã chứ không phải là giả. Đấy, mọi người cứ biết như thế là được rồi ha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thông báo ngắn gọn cho mọi người về cái vấn đề đổi mẫu cám là như thế nha.